Xin mời cả lớp cùng đọc bài kinh chương trình. Sa ra ca mê ca ru mê di vi chi ma nam thê sa văn ta lê thê di ma nghe di thê a thê ca cha ga mê ca ru wa na ga mê ghe ca văn ru di ca mê Ayam paramta dhamma savana karo ayam paramta uttaratana panama namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa tisaraneina buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sangkhang saranam gacchami Dutiyam devi uruthang saranam gacchami Dutiyam devi dhammam saranam gacchami Dutiyam devi sangkhang saranam gacchami Tatiyam devi dhammam saranam gacchami Tatiyam devi dhammam saranam gacchami Tatiyam devi sangkham saranam gacchami Pancasilani Panati bata Werami Sikkhapadang Samariyami Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami kame sunicca cara veramani sikkhapadam samadhiyami musavada veramani sikkhapadam samadhiyami shuddhairajamacchapparatthana veramani sikkhapadam samadhiyami Amadasanaya Janagata Brahma Chaloka Kipati Sampati Katam Chalai Antiwarala Aya Japa Santita Satta Paraja Kajatika Desetu Amma Anukam Limam Vajam Sat-dhamma-peri Vinyayam cakayam Sutam cabandha Apitam macamma Takotayam do Jatusat cadandam Pabodhaneye Parisaya macce Evam sahampati Dharma Pagawantam Aya japa tunuhi pavena tavan buto Karunena nati vasaya tanana Buddhaya padena niyadayam Atoto banjavakyarayo Naiye amang paye sithammato Tato Pabhu Tisa Mbuto Anuna Amma Desana Makawasani Desesi Satanam Atta Sittakam
te na sa tu ayo pan te de je tu hamare sana sabagita marisaya anukampam vikatawe namo buddhaya namo dhammaya nam mô sangkhaya. Bậc đại học viện lớp vi diệu pháp của bạn xin trang nghiêm thật hổ ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sanh từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và những thành tựu viên mãn cho thầy Toàn Đạt. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các tất cả các bạn ở trong room nhằm duy trì lớp học của chúng ta. Cầu mong cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, diệu thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2020 là buổi học thứ 101 sau bài giảng về lộ ý môn thời bình nhật. Tất cả những nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho tất cả các bạn ngủ trong room có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Rồi, thân chào tất cả quý vị. Rồi, sau thời gian nghỉ lễ thì hôm nay chúng ta trở lại tiếp tục bài học. Thì chương trình chúng ta cũng vẫn như cũ, đọc Bali, kêu chuẩn bị bài Bali để ăn chút cái gì boss lên cho bà con đọc ha. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục về lộ ngũ, lộ ý, nói tiếp lộ ngũ phải không? Cho anh Triều học cái đó. Đúng rồi ha. Rồi, ok. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi samma sambuddhamatulaṃ sasattam maganuttamaṃ apivādiyapāsissaṃ apitammattasanghaṃ. Con xin thành kính lãnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Rồi, thưa tất cả quý vị, được biết nghe nói là Triều tính mở một cái gì đó, một cái nhóm gì đấy mà kỳ quỷ gì đó hả Triều? Thì thầy cũng biết sao, mời Triều lên mình trình bày cho quý vị trước khi vào đọc bài Bali ha. Triều trình bày coi sao. Như vậy phần bữa nay mở 8 giờ hay 8 rưỡi, Triều cho biết lại luôn nha. 8 giờ hay 8 rưỡi, nãy tưởng 8 rưỡi thì nó vô trễ chút xíu. Lên thông báo lại luôn. Mời Triều nha. Hello, dạ con kính chào thầy và kính chào cả lớp. Dạ từ nay lớp mình con xin học từ 7:30 nha thầy, 7:30 cho học sớm tí. Dạ. Dạ, dạ sao không? Dạ.
Còn cái phần mà tại vì xin thông báo với thầy và mấy lớp mình luôn là năm 2025 là anh Tuấn là có phi thuyền đã đăng ký lên để làm đại thí chủ mùa dân y năm 2025 ở chùa Chánh Đặng Giác ở Tây Ninh đó. Dạ, cho nên cũng nhớ cũng có ý định là lập một cái quỹ để những người giống như trong lớp mình có hùng hùng cướp gì để tới đó mình đi chung cho quan hỷ chung lớp mình luôn. Dạ thì đợt dân đi tháng 11 vừa rồi thì con cũng nhận được hùng phúc từ chị Châu và là mấy anh chị khác để cúng cho chư tăng cho chùa, thì cũng nảy sinh cái ý định cho cái việc đợt dân y làm đại thí chủ 2025 để cho mọi người cùng quan hỷ luôn. Dạ không biết ý mọi người với thầy sao. Dạ nếu mà mọi người đồng ý được thì rất là quan hỷ ạ. Dạ năm 2025 đó con ở chùa Chánh Nhãn Giác ở Tây Ninh, chùa mới thành lập. Dạ sao thú chị Châu. Dạ dạ yeah. Còn cái nếu mà ý con là vậy thì xin mời thầy có ý kiến nếu được thì về chi tiết thì mình sẽ thông báo sau. Dạ con xin xuống. Hello, rồi xa thứ ha. Tức là bây giờ ý đều là muốn thành lập một cái quỹ tất cả các Phật tử của Việt Nam còn có mặt đó, thì có ai đóng góp nhiều đó thì đóng góp tùy theo. Mà bây giờ tới 2025 mà cùng nhau mà mình hợp sức lại để mà mở là tổ chức cái buổi lễ dân y làm đại thí chủ. Quý vị có gì liên lạc với Triều cho biết cái số liên lạc cách nào đó, số phone hay là sao đó, để cho Triều thông báo cho quý vị. Rồi góp mỗi tháng được rồi, góp mỗi ngày càng tốt, không? Ai góp mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi ngày giơ tay lên, mỗi tháng giơ tay lên. Rồi cho cái bông lên đi, quý vị đồng ý cho cái bông lên ha. Cùng nhau mình tổ chức đại lễ dân y rồi năm 2025 cùng nhau tất cả đi đó. Chắc có lẽ chúng ta sẽ về trước khi đó rồi. Hy vọng là về được rồi sẽ đứng ra phụ Triều một tay làm cái vấn đề này. Nó rất là xa thú ha. Đây là một cái công đức rất là to lớn. Và làm đại thí chủ dân y khó lắm á. Khó xin được lắm. Thường thường phải đăng ký trước, lâu lắm mới được. Nhất là bên mấy nước mà Thái Lan hay Miến Điện xin trước một cái chục năm chưa có. Khó làm lễ với đại lễ dân y lắm. Năm nay là bên nhóm Bến Tre xin được thì rất là xa thú ha. Rồi chắc có mà, có vậy mà. Năm nay nghe nói là thuốc vaccine là có hết rồi, đầy đủ rồi ha. Và hy vọng là mọi việc được êm xuôi. Tất cả những sao lâu, 2025 đúng rồi, đâu có lâu đâu. Cho tới 5 năm nữa ha, 2020 nè, 21 là 4 năm nữa. Rồi mình để dành từ giờ tới đó là gây quỹ tới đó là nhiều lắm rồi đó. Là lũ làm đó, tất cả đồng lòng mình hợp sức nhau làm thì rất là xa thứ ha. Thì làm ai làm, ví dụ như giờ làm lương 10 triệu ha, ví dụ như Phúng là 10 triệu, Châu là 10 triệu đó, mỗi người trích ra mỗi tháng bỏ ra 1 triệu bỏ ra 1 triệu nói chơi thôi chứ mỗi người đóng góp tùy ý ha. À, mình có cơ hội để cùng nhau làm phước, mà làm phước tận tay luôn nha quý vị. Cái này là tự tất cả cùng nhau lên để mà đi đến tận tay làm cái đại lễ mà rất là xa thú ha. Phước báo vô lượng, giống như quý vị xây một cái tòa lâu đài của mình trên cung trời Đao Lợi, chắc cú ha.
cái phước báo rất là to lớn. Rồi bác xa thú triều ha. Rồi bây giờ đã trở lại vấn đề buổi học hôm nay, mời triều boss bài, mời tất cả quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc Pali ha. Rồi sau đó là ai đã triều thì anh Thúc đã lên đọc trình bày là cái bài học của tháng trước để cho có sự nối tiếp. Rồi xin mời quý vị lên đọc bài. Kính chào thầy. Xin chào cả lớp. Có phải xin đọc bài. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý một. Mano đò rề quỳ thí ba quán y na dược. Mano đò rề ba na gia đi vi phù ta ma lập ba nặng a ba thăng à gắt chát tí ta tổ ba rằng ba quần gắt cha la na ma nô đò ra quát cha na cha quan na hòa quát xà hệ ta đà lầm ma na pa ca ni ba quát tàn tí ta tổ ba rằng ba quần gắt ba tổ á quý phù tề ba nà lập ba nề cha quá nà quá xà nề pha hoành gá phà tổ quá hồ tí đá tí ta đà lầm ba nấp phà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá hoành gá vào động ý môn hướng tâm và chá quán á chấm dứt, sau đó chuyển biến vào phá hoành gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào phá hoành gá, sau khi luồng chá quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chích tà ní tì nề quá chích tức bà đà đá xề rí ta quy thà rề ná ba nát thá cá chát tà lì xá quy phà quá chề a gia nát thá ba rít tá cha quá ná và rột ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quán á phụ. Kính chào thầy, xin chào các lớp. Bây giờ tiếp tục áp quán á quy thí tích tập báo quá pháp tiếng a vô tiến trình tâm an chỉ đoạn một áp ba na chá quá ná hòa rê ba ná trí phù ta quý phù ta phê đồ náp thí ta thà ta đà làm bá nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quán á áp ba na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng với ấy không có tâm quả đăng ký a cảnh. Tát thá hi nhà na sam ba đút tá ca ma quá chá ra chá quán á năng áp tha năng anh nhá bá ra mình bá ri càm mú bá cha ra mú lô má gô tá phù nà nề ná chá chút khá tùn
tích xá tu mê quá qua giá tha thắt ca măng úc tí tòa ni rút thề tá đá nàn tá rá mê quá giá tha hằng chá tút thăng bành cha măng qua chát tùy sá tí mai hát chát tá khút tá rách chá quá nề xú giá thà khí nì hà ra quá xề mai dần tinh chí chá quá năng áp ba nà vì thế mồ tá ra tí tát tồ ba răng áp ba nà quá xà nề phá quá hoàng gá bà tồ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cá quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự hoặc ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị bá rí ca má cận hành ú bá chà rá thuận thứ á nú lô má và chuyển tánh vô cha phù, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Đó. Dạ dạ mời lắng nghe. Dạ con xin đọc bài tiếp. Tát tha so manat sa sahagata chavana na nan ta rằng appana piso manat sa sahagata wa patikan hitabba Upekha sahayata chavana nang ta rằng Upekha sahayata wa tattha pi kusala chavana nang ta rằng Kusala chavana chava hethiman chafalataya mappeti Kriya chavana nang ta rằng Kriya chavana arahatafalan chappeti. Ở đây tức khắc theo sau một chavana với thọ hỷ, một chavana appana sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chavana đồng phát sanh với thọ xả, một chavana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chavana appana thiện sẽ nối tiếp theo một chavana thiện
trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chavana hành sẽ có một Chavana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Tattisa sukha pun nhằm hà đòa dasso pekkaka parang sukhitakri yato attachasam phonti upekkata kaka. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tu ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát gồm 4 thiện sắc giới, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 thiện ngũ sắc, 4 thiện vô sắc, 1 là ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiện di tác sắc, 4 thiện A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiện sắc, cộng 4 thiện vô sắc, cộng ngũ thiện A-la-hán quả. Uthuchana nasekha nang kamapunya tihe tuto tihe tuka makriyato vitaraganang appana ayamethamano doare vithichittappavattinayo. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập sekha, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hạnh thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc ai xong ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính chào thầy Kim, kính chào cả lớp. Dạ, xin đọc bài ạ. Đồng trì tối xin cô đi đồng trì. Dạ, cảm ơn đồng trì. Má mờ đòa nghề gì chế chích tấp báo ách tí ná dồ tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Má mờ đòa nghề tá ná giá đi uy phù tá mà lầm bá năng à bà thần à gấp cha tí tá tổ phá rằng phá hoàng gá cha lá ná má mờ đòa gà quách cha ná cha quá nà quá xà mề tề tá bà rằm má ná bà cà ní tá quách tàn tí ta tổ ta rằng pha hoàng gấp bà tổ áo quý phù tề ta mà lầm ba nề chá quá nà quá xà nề pha hoàng gấp bà tổ quá hồ tí mắt thí ta đà lầm ba mức bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quân gá lao động, ý môn hướng tâm là chá quá ná chấm dứt, sau đó tình biến là phá quân gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quân gia quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Dứt thì chít tà ní tì nề quá chít tức tà đà đá sơ ní tà dứt thà rề ná tá nét thề cát chất tà lì xá ní phà quá về à giá nét thá tá vít tá châu quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích ra vào chi tiết. Một loại tâm ở đây, đây là phương cách diễn tiến của chánh quán á phụ. Dạ hết ạ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn đồng trường đã post bài ạ. Con xin nhiều nhất cho bạn kế tiếp ạ. Dạ alo. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ con xin đọc bài ạ. Appana vithichitta pavattinayo tiến trình tâm an chỉ.
Abana chawana ware bana wi phu ta phê đô nát tí. Ta thả ta đà làm ba nốt bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana Abana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathahi nhana sam bayuta kama wachara chawana nang athanang anyataras ming barikam muchara nulo mago chafu na me na chatukhatung tikhat tu mê wa wa yat thak ca mang up bách chi tòa ni rút thề ta đa nan ta ra mê wa yat tha ra hằng cha tút thằng bành cha mang wa cha bi sati ma hắc ga ta lô cút ta ra cha wa nê su yat tha phi ni ha ra wa se na yang kinh chi cha wa nang áp ba na vi thi mô ta ra ti ta tổ ba rằng áp ba na wa sa nê pha hoàn gắt ba tô wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa nas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thứ, anuloma và chuyển tánh, gồ tra phù, tức khắc sau những chập tâm này chấm dứt. Trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm trá quán năng nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ hết ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ cảm ơn Đông Triều đã bút bài. Dạ xin mời bạn kế tiếp ạ. Dạ con không thấy ai lên, con xin đọc tiếp ạ. Tathaso manasasahagata chawana nantarang appana niso manasasahagata wabatikan khitappa ubaikha sahagata chawana nantarang ubaikha sahagata wa tattha bhikkhusala chawana nantarang kusala chawana che vahetti mang chaphalatta yamabbeti kriya chawana nantarang kriya chawana arahatta phalang chaabbeti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi pháp, sau một trá quán ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quán ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quán ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quán ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammabhatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi pháp, sau một trá quán ná hành sẽ có một trá quán ná hành và quả a la hán nối tiếp. Rất tình sa su khắp bùn nhằm hà đòa đa sổ bách khá cà ba răng su khi tắc kri giác tổ át tha cha sàm phồn ti u bách khá cà.
Sau tâm thiện có ba nhân tí hê túc cắt liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bhutut cha na na sách khả năng ca ma bùn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu ca ma kriya tổ vi ta ra ga năng áp ba na ayamet tham no đoà re vi thi chi tap ba quát ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khắc, tâm quả Appanna phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Dạ, xin mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Và con xin kính lễ thầy kinh, và con xin kính thầy đạo tràng, và con xin đọc bài. Mano Đoà Rê Vì Thí Chích Tấp Bá Quách Tí Na Dô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý. Mano Đoà Rê Bá Na Giá Đi Phí Bù Tám mà lầm bá năng à bà thăng à gách chá tí tá tù bá răng phá quần gá chá lá ná má nô đòa ra quách chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm má ná bà cà ní bá quách tành tí tá tù bá răng phá quần gá bà tù á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tù quá hồ tí nát thí tá đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá hoành gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá hoành gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quăng gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chích tà ní tì nề quá chích túc bà đà đá xề rí tà quýt thà rề ná bá nét thề cá chách tà lì xá quý phà quá về Ayamethaparit tá chá quá nà quà rồ. Dạ sau cái bài của con á, cái chữ nó cứ bị hai cái dòng nó cứ bị nhập lại lạ quá. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ, con xin kính mời vị khác ạ. Con xin xuống bích ạ. Dạ, con kính tri ân thầy kinh. Con xin kính tri ân anh Đồng Triều Đá Bố Sa Thú. Dạ. Con xin kính lễ thầy kinh ạ. Kính chào tất cả các anh chị trong đạo tràng. Con xin được đọc bài. Appanna vithicittabhavattina yo. Tiến trình tâm an chỉ. Appanna chavana vare bana vip bana vipu ta vipu tappe
ta phê đồ na thi ta thà ta đà làm ba nấp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chá vá ná ấp bá na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nạ nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nằng át thành nằng anh nha ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma go tra pu na me na cha túc khát tùng tích khát tu mê quá hòa gia thạc ca măng ấp bát chích toàn ni rút đề ni rút thề ta đa na ta ra mê quá gia thà ra hằng cha tút thằng bèn cha mèn hòa chấp pì sa ti Mahagata lo kutara chavane suyatha phini haravase na yang kinh chi chavanang apau na vithi mo tarati takto parang apana wasane pavan gabato wahoti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, pá rí căm má cận hành, u ba chà rá thuận thứ, á nú lô má và chuyển tánh gô tra phu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chá vá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố thích ứng. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn Đông Triều đã post bài. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh, dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều. Tat thaso manasa sahagata chawana nan tarang appanna biso manasa sahagata quá bà tiết cành khi tắp bà upekha sahagata chawana nan ta rằng upekha sahagata watattha bi kusala chawana nan ta rằng kusala chawana je wa het thi man chafalataya mappe ti kriya chawana nàn ta rằng kriya cha wa nàng arahat ta pha lành cha áp bề tí. Alo, Nancy 2020 à? Dạ đã hết à. Dạ con xin phép được đọc lại à. Dạ, cảm ơn bạn Lười. Con xin phép được đọc lại ạ. Ở đây, tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ,
Một Jawana Appana sắc na định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một Jawana đồng phát sanh với thọ xả, một Jawana Appana liên hợp với thọ xả, ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Jawana Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một Jawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Jawana hành sẽ có một Jawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoạt tình xá xú khá bùn nhầm hà đòa đá sô bách khá cà bá rằng su hi ta kri yá tù át thá chá sàm vòn tí ú bách khá cà. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn thầy, con xin phép được xuống mic. Cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Dạ, vậy con xin phép con được đọc tiếp à. Con cảm ơn thầy. Sau tâm thiện, có ba nhân, tí hì tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện, có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Buddhojjana nasekha năng cà ma bùn nhà tí hề tu tô tí hề tu cà ma kriya tô quy ta ra gà năng áp pa nà ayamet tha ma nô đòa rề quỳ thi chít ta pa quá tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá, tâm quả áp pa nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã bóc bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Alo. Dạ, xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào cả lớp. Xin đọc bài. Triều post bài mạnh cái Triều. Mano đò rề quỳ thí chít chít tấp bá quá thí na dồ. Tiến trình tâm khởi sanh xuyên qua ý môn.
Mano đồ rê bà ná giá giá đi quý phù tà ta mà làm ba nặng a bà thằng à gát chất tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá chá lá ná mano đồ ra quá chá ná chá quá nà quá xà nề ta đà rằm má nà bà cà ní ba quá tàn tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá bà tổ á quý phù tề á quý phù tề ba nà làm ba nề cha quá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tổ quá hồ tí ná thí ta đà làm ba nấp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi gặp phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chích tà ní tì nề quá chích tấp bà đà đá xề rì tà quý quýt thà rề ná bá nề bá nế thế cát chá tà lì xá quý phà quá về á giá mề thá bà rí tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Kính cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Sa thú. À, sao thử chắc hết ai đọc không? Rồi, mời nhóm Bến Tre lên trình bày là cái bài học tháng trước để mình nghe nói tiếp không? Rồi mời nhóm Bến Tre nha. Tôi phúc trình tóm lược lại sơ lược cái phần đã học, phần chúng ta học. Lần trước đó là mình học về cái lỗi ý môn thời bình nhật. Thì cái lỗi ý môn thời bình nhật đó là cái dòng tâm thức diễn hoạt hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Thì nó về cái lỗi ý môn thời bình nhật nó có bốn cái cảnh xảy đến với cái dòng tâm. Thứ nhất là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh rất không rõ. Thì tại kỳ trước thì chúng ta học tới cái phần cảnh rõ có hai cái phương cách chốt động lực và chốt một phương cách
thì cái phần mình học tới là mình học cái chốt phần B, tức là chốt hậu tiếp khách. Xin Tuấn đọc đọc lại cái phần chốt hậu tiếp khách. Thì chốt hậu tiếp khách nó có hai, tức là không có hậu kiếp vượt qua, hậu kiếp, rồi hậu kiếp rúng động, hậu kiếp rúng dòng, kháng y môn cộng bảy động lực cộng hậu kiếp. Thì sát na thì có tám sát na, tức là có bắt đầu kháng y môn, kháng y môn cộng bảy động lực là tám sát na. Về chặn thì có hai, tức là chặn một chặn nhất là chặn kháng ý, chặn thứ hai là chặn động lực động tốc. Về thứ tâm thì có ba, là một kháng ý, hai tâm sân. Về người thì có bốn, là người, tức là hai là tạm hữu nhân, tức là người dị nhân, người tâm nhân, cộng với hai thánh là sơ và nhị quả. Tục sinh thì tâm quả, dục giới, thọ ý. Về cõi thì còn có bảy cõi vui, dục giới, tức là sáu cõi thiên và một cõi người. Không có bốn cõi khổ và không có những cảnh thiện, cõi thiện. Về hậu kiếp vừa qua thì cũng như trên. Sáu loại còn lại thì cũng tương tự, chỉ thêm hậu kiếp vừa qua. Tiếp theo cái mục đó là cảnh, đó là cảnh rõ. Rồi còn về cảnh không rõ, rõ thì cảnh lờ mờ, thì phân loại có hai tâm lộ. A thì có ba sắc na, hậu kiếp cộng hậu kiếp rung động, hậu kiếp chức dòng cộng ba kháng ý, hậu kiếp trở lại có hai sắc na kháng ý. Cái phần A này là có ba sắc na, là ba kháng ý môn. Phần B là có hai sắc na kháng ý, hậu kiếp cộng hậu kiếp hướng động, hậu kiếp tiếp dầu cộng hai kháng ý, rồi hậu kiếp trở lại. Sắc na thì có ba hoặc là hai kháng ý môn. Về chặng thì có một, là một hai cây cây môn. Thì người thì có tám, tức là bốn phàm, bốn phàm cộng bốn phán quả. Thì cõi thì có 30, tức là 31 cõi trừ đi một cõi vô tưởng. Thì ở cái thời Đình Nhật thì cái lỗi y môn cảnh không rõ chỉ khởi lên khi một người, khi người ta nhớ lại sáu cảnh một cách hồi hợp, khi tâm mà thờ hững thờ ơ những cảm hiểu bây giờ cảnh mơ hồ. Về thứ tâm một, thứ tư là cảnh không rõ, không rõ, cảnh không rõ, không không rõ, không không rõ, rất không rõ, chỉ khởi lên trong giấc ngủ. Cảnh không không rõ chỉ là một cái cảnh mờ ảo, là một cái nét gợn của cái dòng tâm thức diễn tiến cái lộ tâm cảnh mơ hồ. Hậu kiếp cộng hậu kiếp rúng động cộng hậu kiếp tiếp dòng cộng hậu kiếp, cái phần hậu kiếp rúng động và hậu kiếp rúng động và hậu kiếp tiếp dòng nó lần hai lần, cái là hai lần biến động biến dòng cái rung động xong rồi cái dứt dòng, hậu dứt dòng vậy là hai lần rung động, hậu kiếp rung động trở lại, hai lần rung động xong hậu kiếp trở lại. Như vậy là không đủ sức, đủ sức cho nên để không đủ sức để làm thành cái lộ trình tâm, tâm không có cái tâm chất. Tâm không có tâm chất, chặn cũng không có chặn. Người thì có 8, 4 phàm cộng 4 thánh quả. Thì cõi thì có 30, tức là 31 cõi trừ 1 cõi vô tưởng.
Độ tâm thì chỉ có một, tổng kết là những cái lỗ ý môn thông thường thì có được là 41 lỗ. Đối với cảnh cực rõ thì có 22 lỗ, cảnh rõ thì có 16 lỗ, cảnh không rõ có 2 lỗ, cảnh không không rõ có 1 lỗ, tổng cộng là 41 lỗ. Xin hết rồi. Rồi, xa thứ, xa thứ. À, như vậy là chúng ta đã học trong lộ ngũ môn, rồi lộ ý môn thời bình dịch ha. Bây giờ chúng ta đi vào một đề tài mới là lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Lộ ý nối tiếp lộ ngũ. Rồi, xin dòng ha. Là cách lộ ý nối tiếp theo lộ hai chấm, là cách lộ ý nối tiếp theo lộ ngũ môn. Hai chấm lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn. Lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ học về cái vấn đề mà khi mà chúng ta bắt cảnh qua năm lộ, đó là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân môn đó, tức là một trong năm lộ này ha. Thì khi mà mình bắt một trong năm cảnh này đó, năm môn cảnh mà đi qua năm môn này đó, thì sau đó là lộ ý nó nối tiếp. À, tức là khi mà ví dụ mình thấy cảnh sắc, xong lộ ngũ phát sanh, rồi sau đó là lộ ý nó diễn tiếp. Nó diễn tiếp như thế nào, chúng ta sẽ từ từ mình sẽ học đi vào cái vấn đề này. Bởi vì không phải chỉ có lộ ngũ không, thì ra cho nên khi chúng ta học về lộ đường tâm á, mình phân biệt được, mình hiểu được cái sự diễn tiến của tâm như thế nào. À, cho nên trong cái vấn đề mà tu tập về thiền tứ niệm xứ, chúng ta rất cần phải hiểu biết vấn đề này. Bởi vì nếu mình không biết á, mình sẽ khó mà đi vào sâu vào trong cái vấn đề về tứ niệm xứ. Chẳng hạn giờ mình thấy cảnh sắc, mình thấy một cái là nó qua lộ ngũ, rồi nó qua lộ ý, rồi bao nhiêu lộ diễn tiến như thế nào, thì mình mới biết được mình đang ở trong một cái trường hợp nào. Chứ không mình cứ tưởng là mình thấy này thấy kia, thực sự mình không biết gì hết, bởi vì mình giống như mù rồi voi á, mình không có biết nó diễn tiến như thế nào. Cho nên đây là cái vấn đề mà những người mà đi vào pháp hành cần phải học về cái lộ định tâm là như vậy. Bởi vì nó rất là rõ ràng, rất là chi tiết cho mình hiểu được, và nó rất là logic, nó đi diễn tiến như thế nào ra sao, không phải mà tự nhiên cái tâm mình nó có thể bắt cảnh, có thể ghi nhận, có thể chánh niệm tỉnh giác gì đó, không phải đơn giản như mình nghĩ. Cái đó là mình chỉ theo kiểu nói thôi, là mình nói là thấy, nghe, ngửi, ném, đụng, rồi chánh niệm tỉnh giác sống trong hiện tại, thực sự nó không có đơn giản như mình tưởng. Cái tâm mình nó ghê lắm, nó dễ sợ lắm. Một cái hoạt động và cái diễn tiến của cái dòng tư tưởng nó cả một cái, là giống như một cái hệ thống, ngay cả khoa học bây giờ người ta cũng không thể nào mà hiểu nổi được cái sự diễn tiến của nó, vì rất là kinh khiếp. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần học, và từ hôm nay chúng ta mình học từ từ cái này ha. Và những cái này đó người ta cũng chỉ là trình bày cho mình biết được sự diễn tiến là sơ lược thôi, nó đi như thế nào ha, để mình nắm được. Và khi mình nắm được nó rồi thì mình sẽ từ đó mình phát khởi trí, mình sẽ thấy được cái vấn đề, thấy một pháp thực tính một cách rõ ràng. Còn nếu mình không biết cái này thì khó lắm, mình khó mà đi vô cái pháp hành được lắm. Mình giống như là mình đi đường, mình lên xe mà chạy đường, mình chả biết mình đi đâu đó. Không biết đi tới đâu phải quẹo, tới đâu phải thẳng, tới đâu phải dòng này kia nào, mình không có biết được. Cái đó thì mình đi vô phương tới ha, đi hoài cũng tới được. Rồi, như vậy là mình đã biết được bên ai bài học của mình sẽ là cái vấn đề nó có một cái sự liên quan mật thiết trong đời sống của mình. Thấy, nghe, ngửi, ném, là xúc chạm, rồi sau đó là cái tâm mình nó diễn tiến như thế nào, mình sẽ biết rõ ràng. Rồi, bây giờ mình học cái thứ nhất. Một, lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn. Hai chấm, lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn.
tức là cái lỗ nhãn môn nó xanh lên, tức là mắt là nhãn môn là mắt mình đó, cái cửa mắt đó, nó xanh lên khi mà nó bắt cảnh sắc. Thì sau khi lỗ nhãn môn xanh lên thì những cái lỗ ý nó sẽ phát xanh như thế nào? Ở dưới đây chúng ta sẽ bắt đầu học tuần tự ha. Có bốn lỗ hai chấm. Boss cái này lên ha. Rồi, đều bỏ xuống từ gác. Tì ta gác ha nó quỳ thiết. Lộ nối tiếp sa mù hắc ga ha na quỳ thí lộ thu gom bỏ xuống từ cái ha hắc thắc ga ha na quỳ thí lộ định nghĩa cái thứ tư là na mắc ga ha na quỳ thí lộ định danh. Rồi như vậy là cái vấn đề diễn tiến nó sẽ đi theo tuần tự như vậy. Tức là khi mà mắt mình bắt cảnh sắc thì lộ nhãn môn nó phát sinh. Tức là mình học về lộ nhãn môn rồi ha, cảnh ngũ môn rồi ngũ sân thức rồi tiếp thâu quan sát xác định rồi động tốc. Rồi sau đó là lộ ý nó phát sinh. Là vào lý sắc sanh này sẽ đi theo tuần tự như vậy. Là lộ nối tiếp, tức là nối tiếp theo nhãn môn đó. Tới lộ thu gom, rồi lộ định nghĩa và lộ định danh. Như thế nào thì nó mới thành tựu được một cái gọi là thấy, chứ không phải là tự nhiên mình nhìn mình thấy liền đâu. Nó không có đơn giản như mình nghĩ, cái nào nó cũng phải có một cái chu kỳ của nó, một cái hoạt động coi như một cách là tuân tự pháp như vậy. Đó là cái về lộ ý, mình học lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn thì cho chúng ta biết có bốn lộ như vậy. Rồi xuống dòng a nhỏ lộ nối tiếp, bắt cái lộ nối tiếp bỏ xuống, lộ nối tiếp thì ta cái ha nó quỳ thí lộ nói tiếp. Rồi bắt đầu mình đi vô này ha. Rồi bắt cái chữ a tì tá xuống, a tì tá hai chấm là phía trước, a tì tá là phía trước. Rồi giá ha lá là bám lấy, giá ha lá bám lấy. Rồi ráp luôn nguyên chữ vô. Tì tá gá ha ná quỳ thí lộ bám lấy, phải nối tiếp theo lộ trước. Lộ bám lấy phải nối tiếp theo lộ trước. Rồi, chấm xuống dòng, gạch vào dòng cái. Khi lộ nhãn môn diệt, phải lộ nối tiếp, sanh nối tiếp, nói theo sao? Khi lộ nhãn môn diệt, lộ nối tiếp, sanh nói theo sao? Những cái câu này. Khi lộ nhãn môn diệt, lộ nối tiếp, sanh nói theo sao? Ok, chậm chậm ha. Rồi, như vậy là ý nghĩa của cái chữ tì ta gá ha nó quỳ thí, cho chúng ta biết là tì ta là phía trước, tức là nó nhìn phía trước, ga nó là phía trước, tức là cái lộ tâm quỳ thí là lộ tâm á, và lộ tâm bám lấy nối tiếp theo cái lộ trước, tức là lộ trước là lộ nhãn môn, mình học đang học nhãn môn, thì khi lộ nhãn môn diệt, cái lộ nối tiếp sanh nối theo sau liền, nó bám lấy nối tiếp theo sau liền, thì như vậy gọi là lộ nối tiếp. Chưa chép kịp chưa alo. Rồi ha. Ok, rồi tiếp không? Tiếp tục nào. Không kịp ba báo nha, người kia nói nhanh quá. Rồi xuống dòng đánh cái qua thì là dòng. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn các sát na hộ kiếp sanh diệt. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn các sát na sanh diệt, các sát na hộ kiếp sanh diệt.
Rồi, tức là ở đây người ta nhấn mạnh cho mình biết đó, là giữa hai lộ này, lộ ngũ môn, lộ nhãn môn và lộ ý nối tiếp đó, thì giữa hai cái này á, là nó có hàng ngàn, nói chung là rất là nhiều, mình cho người ta cho biết là khoảng hàng ngàn, trăm ngàn, có thể nhiều hơn nữa tùy theo. À, nó nằm giữa hai cái này, à, nó xen về giữa hai cái lộ lộ tâm này, à, lộ nhãn môn sanh lên diệt cái hàng trăm ngàn cái lộ, hàng trăm ngàn cái sắc na hậu kiếp, hậu kiếp hậu kiếp liên tục cái sanh diệt, rồi lộ ý môn nó bắt theo cái nữa, nó mới nói tiếp được. À, cho nên đây là cái vấn đề mà nó cũng trở ngại cho cái vấn đề mà tu tập của mình rất là nhiều, bởi vì nó trải qua, hễ nó càng nhiều sát na hộ kiếp chừng nào thì cái cảnh mình bắt được nó càng bằng yếu đi mấy, à, bởi vì nó nhiều quá, giống như là mình bị cách khoảng xa quá, nó bị bỏ mất dấu. À, cho nên giữa hai cái lộ này nó có hàng trăm hàng ngàn cái sát na hộ kiếp, nó sanh diệt, nó xen vô. À, đây là điều mình cần phải ghi nhận ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông nào dòng nữa, cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt, cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt, trở thành cảnh sắc quá khứ. À, nhấn cái chỗ chữ quá khứ lên ha, đã diệt trở thành cảnh sắc quá khứ. Phải. Trở thành cảnh sắc quá khứ, phải. Nó khởi lên qua ý môn, nó khởi lên qua ý môn, nó khởi lên qua ý môn, nên tâm lộ nối tiếp này không có hộ, không có hộ kiếp vừa qua. Rồi, tức là cảnh sắc mà nó trong cái lộ nhãn môn này á, khi nó sanh lên nó làm một cái lộ nhãn môn rồi nó diệt, thì khi nó diệt như vậy đó thì cái cảnh mà nhãn môn nó bắt được á, thì cái cảnh sắc nó thuộc về quá khứ rồi. À, cho nên nó không phải là cảnh hiện tại nữa, và cảnh này nó sẽ làm cảnh nó cho cái lộ ý khởi lên và nó nối tiếp theo cái lộ ngũ đó. À, cái lộ ý này nó khởi lên, và cho nên chính vì nó chỉ là một cái nhiệm vụ nó bắt lại cái cảnh cũ, nên nó không cần phải có hộ kiếp vừa qua. À, đó là cái vấn đề chúng ta cần phải ghi nhận ha. Rồi xuống dòng tâm lộ 2 chấm, đó. Chấm ha. Hộ kiếp thì hát ha, hát hộ kiếp là mở đầu cái hậu kiếp, thì mình không tính ha, mình ghi chữ hát hậu kiếp. Rồi hậu kiếp rúng động, tức là chữ R, hậu kiếp rúng động, à, chữ R. Rồi hậu kiếp dứt dòng là chữ D. Rồi kháng ý môn là chữ K. Kháng ý môn là chữ K đúng không quý vị? K y rồi K không rồi nè. Chắc chữ K đúng không? Rồi ok, kháng ý môn. Rồi 7 động lực dục giới sanh lên, ghi ra rõ là 7 động lực thuộc dục giới sanh lên. Bảy động lực thuộc dục giới sanh lên, mở ngoặc, cảnh sắc dục giới phải nối tiếp lộ ngũ dục giới, đóng ngoặc lại, cảnh sắc dục giới nối tiếp lộ ngũ dục giới, rồi như vậy là cái lộ ý này á, nó phát sanh, nó nối tiếp theo lộ ngũ, do cái lộ ngũ bắt cảnh dục giới, bắt cảnh sắc ha, thì sau đó là cảnh lộ ý này phát sanh cũng vậy, cũng bắt lên cảnh sắc dục giới luôn, thì nó phát sanh lộ tâm cho chúng ta biết là hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, bảy động lực dục giới sanh lên.
Rồi, đó là cái vấn đề mà cũng rất là đơn giản, mình học rồi mình hiểu liền ha. Rồi, chết kịp chưa? Alo. Được chưa? Rồi ha, ok, rồi xuống dòng mình đánh cái bông đầu dòng. Nếu lộ nhãn môn có na cảnh, nếu lộ nhãn môn có na cảnh thì lộ ý nối tiếp cũng có na cảnh. Nếu là lộ nhãn môn có na cảnh thì lộ ý nối tiếp cũng có na cảnh, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ vì có na cảnh, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ vì có na cảnh. À, là cái vấn đề ha, là nếu mà cái lộ nhãn môn của mình á bắt cảnh sắc có na cảnh á, thì khi mà có na cảnh tức là phải là cảnh rất là lớn, cảnh lớn, cảnh lớn rất lớn mới có na cảnh á, tức là để hưởng mót lại cái động tác á, thì cảnh đó là phải cảnh rất lớn. À, mà khi na cảnh nó phát sanh trong lộ nhãn môn nó có, ví dụ như mình thấy cảnh cực lớn thì nó phát sanh có na cảnh, thì cái lộ ý nối tiếp theo sao nó cũng phải giống vậy, nó cũng phải có na cảnh, bởi vì cảnh sắc quá khứ ở cái lộ này nó phát sanh rất là rõ. À, do nên nó cũng phải có na cảnh theo. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm bắt ha. Rồi tiếp theo đánh cái bông nữa. Nếu lộ nhãn môn không có na cảnh, nếu lộ nhãn môn không có na cảnh, nếu lộ nhãn môn không có na cảnh thì lộ nối tiếp chỉ đến động lực, thì lộ nối tiếp chỉ đến động lực rồi trở về hộ kiếp căn bản, rồi trở về hộ kiếp căn bản, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh rõ, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh rõ rồi. Như vậy là nếu mà ở lộ nhãn môn không có na cảnh, tức là cảnh là cảnh lớn thôi chứ không phải cảnh cảnh rất lớn, thì lộ nhãn môn không có na cảnh, và khi lộ nhãn môn phát sanh mà không có na cảnh, tức là không có mót, thì lộ nối tiếp cũng vậy, nó cũng chỉ đi đến động lực rồi nó rớt trở về hộ kiếp căn bản. À, và cảnh sắc quá khứ trong cái lộ này cũng là cảnh thuộc về cảnh rõ thôi chứ nó không phải là cảnh rất rõ. À, cho nên có một cái sự tương đồng với nhau, cái này cái trước thì sao cái sau nó cũng bị ảnh hưởng cái trước như vậy ha. À, đó là cái vấn đề mà cho chúng ta biết là cái lộ nối tiếp theo cái lộ ngủ, tức là khi mắt mình bắt cảnh sắc, thì cái lộ ngủ nó phát sanh lên sau lộ ngủ, đó là hàng ngàn hàng trăm ngàn cái hộ kiếp xong rồi mới tới cái lộ ý, mà lộ ý nối tiếp là nó phải chịu ảnh hưởng của cái lộ ngủ. Nếu lộ ngủ có na cảnh thì lộ ý nó có na cảnh, nếu lộ ngủ không có na cảnh thì lộ ý nó cũng không có na cảnh. À, nó có những cái sự mà tương đồng với nhau như vậy. À, đó là cái vấn đề mà trong cái lộ định tâm của chúng ta nó diễn tiến, và đây là pháp thực tính nha quý vị, đây là sự thật nha, chứ không phải là một cái lý thuyết suông để cho mình học giống như triết học thôi, mà cái này là nó phát sanh thiệt trong cái dòng tâm thức của mình. À, cho nên mình hiểu được thì mình sẽ có thể quán được cái vấn đề này, nếu mà cái tâm mình với trí tuệ nhạy bén mình sẽ thấy được, thì mình thấy cảm giác cái lộ ngủ mắt mình thấy sao, cái tâm mình phát sanh sao, mình có thể, nếu mà mình nhạy bén mình có thể cảm nhận được cái vấn đề này nó phát sanh.
À, đó là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta học về lộ. Nói tiếp. Rồi, quý vị chép xong chưa? Rồi. Hiểu không quý vị? Nắm được không? Alo, nắm được không? Quý vị cho biết đi, cho cái bông lên đây. Rồi ha, dễ ủi ha, không có gì khó ha. Dễ ủi ha. Đơn giản không có gì ha. Rồi, giờ là lớp này mình lớp trí tuệ, lớp cao thủ võ lâm không ha. Rồi. Thì luyện võ là phải tốc mồ hôi. Nội công cái này nội công tâm pháp luyện. Để cho mình có được một cái nội lực cao siêu ha. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo ha. Rồi, số B, lộ thu gom, bắt cái trên bỏ xuống này thì lộ thu gom. Samu hắc ha na quỳ thí, lộ thu gom là lộ thu cũng được, thu gom được ha. Rồi giờ bắt cái chữ Samu há xuống. Samu há là gom góp lại. Sa mù há là gom góp lại. Rồi, xuống dòng. Khi lộ nói tiếp, tức là nói tiếp lại đó. Khi lộ nói tiếp diệt đi. Vậy, lộ thu gom sanh khởi tiếp theo. Khi lộ nói tiếp diệt đi, lộ thu gom sanh khởi tiếp theo. Rồi, tức là ở đây khi mà cái lộ nói tiếp nãy đó, nó sanh lên nó nói tiếp lộ ngủ á, nó sanh lên một loạt lộ tâm đó, rồi nó mới diệt đi. Khi nó diệt đi đó, thì lộ thu gom mới sanh tiếp theo. Rồi xuống dòng, gạch ra dòng. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hội kiếp sanh. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hội kiếp sanh. Đấy. Rồi mới tiếp đến. Rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên. Rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên. Để thu gom cảnh sắc quá khứ. Rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên. Để thu gom cảnh sắc quá khứ. Rồi, như vậy giữa hai lộ này tức là có hàng ngàn, hàng trăm ngàn cái hộ kiếp nó sanh lên, nó sang giữa tức là lộ nói tiếp vừa sanh lên xong diệt đi ha, lộ thu gom sanh theo khởi tiếp theo sao. Nhưng mà trước khi lộ thu gom sanh thì nó sang vô hàng trăm ngàn cái hộ kiếp nó sanh khởi liên tục như vậy thì khi mà hộ kiếp sanh khởi liên tục rồi tiếp đến mới lộ ý môn mới sanh lên. Lỗi nô môn này là làm nhiệm vụ để thu gom cái cảnh sắc của cái lộ nói tiếp nãy. Tức là cảnh sắc nó cũng thuộc về cảnh sắc quá khứ tức là không phải chỉ là lộ ngủ sanh lên không, rồi lộ nói tiếp nói theo sao, và sau đó là mới thu gom cảnh rồi cái tâm mình nó làm việc dễ sợ, và lúc đó cái lỗi môn nó khác sanh lên để nó thu gom cái cảnh sắc lại. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần biết. Cái thứ hai là lộ thu gom tại sao nó làm việc như vậy. Rồi tâm lực gây tâm lộ hai chấm. Tâm lộ hồn kiếp rúng động là chữ R ha. Hồn kiếp thì khỏi ghi đi, hồn kiếp rúng động. Rồi hộ kiếp trung động, rồi hộ kiếp dứt dòng, vậy đây.
rồi kháng ý môn, thì ki cũng được ha, ki cũng được ha, kháng ý môn. Rồi bảy sắc na động lực, rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng. Nếu cảnh cực rõ thì có na cảnh, rồi trở, rồi tâm lộ trở về hậu kiếp. Nếu cảnh cực rõ thì có na cảnh, rồi tâm lộ trở về hậu kiếp. Rồi, tức là đây, nếu mà cảnh cực rõ thì lúc đó na cảnh phát sanh, phát sanh hai sắc na cảnh rồi trở về hậu kiếp. Còn nếu không thì thôi, thì mình tới bảy sắc na động lực nữa ngân ha, trở về hậu kiếp lại. À, thì như vậy cho chúng ta thấy rằng một cái lộ ngủ nó sanh lên, nó phát sanh tới lộ nối tiếp, xong rồi mới đi đến cái lộ thu gom cảnh. À, nó thu gom cảnh, trở thu gom cảnh sắc đó, thuộc về cảnh quá khứ vào trong dòng tâm thức. À, đây là hoàn toàn là lộ ý ha, là khi mà ngoài lộ ngủ phát sanh xong là tới lộ ý liền, chứ không có lộ ngủ phát sanh nữa. À, như vậy là chúng ta có đi vào trong cái lộ ý. Rồi, đó là cái số chữ B, lộ thu gom. Bị chắc kịp chưa? Alo. Được chưa? Rồi tới chữ C, lộ định nghĩa. Hát thắt giữa hai ná quyệt thí, lộ định nghĩa. Khi lộ thu gom cảnh, khi lộ thu gom cảnh, diệt đi. Vậy lộ định nghĩa sanh khởi tiếp theo sao? Khi lộ thu gom cảnh diệt đi, lộ định nghĩa sanh khởi tiếp theo sao? Rồi. À, tức là khi mà lộ thu gom nó gom cảnh sắc quá khứ vô, nó gom xong xuôi rồi nó diệt đi, rồi lúc đó thì lộ định nghĩa nó sanh khởi tiếp theo. À, là bắt đầu chúng ta thấy nó diễn tiến rất là độc đáo ha, cái lộ định tâm mình nó diễn tiến. Thì thật sự là với cái trí tuệ của người phàm phu mình thì quả thật là vô phương rồi, để mà biết được cái sự diễn tiến của tâm thức nó một cách ngoạn mục như vậy ha. Ngoài bậc người chánh đẳng chánh giác ra, chúng ta không thể nào chúng ta có thể hiểu được. À, cho nên đây là một cái phước báo rất là to lớn mà chúng ta đã có duyên lành mình học được điều này, mặc dù mình chỉ hiểu theo sách bài học theo những cái pháp học, nhưng mà từ cái vấn đề này nó cũng khai mở trí tuệ để cho chúng ta có thể đi sâu vào trong pháp hành và giúp mình có thể chứng đắc đạo quả dễ dàng hơn là người không biết. À, đó là cái phước báo của chúng ta có được ngày hôm nay ha. Rồi như vậy là nếu mà chúng ta qua cái phần lộ thu gom xong xuôi á, thì khi mà lộ thu gom nó diệt rồi, cái lộ định nghĩa nó mới sanh khởi tiếp theo sao? Rồi xuống dòng mình đánh cái vòng là dòng trải qua hàng ngàn hộ kiếp, hàng ngàn trăm ngàn hộ kiếp á. Liên tiếp theo đó là lộ định nghĩa cảnh sắc. Trải qua hàng ngàn hộ kiếp, hàng ngàn, hàng trăm ngàn hộ kiếp, liên tiếp theo đó là lộ định nghĩa cảnh sắc. À, tức là bây giờ tới cái giai đoạn này thì
cái lộ định nghĩa này, tức là khi mà nó nói tiếp cảnh sắc qua lộ ngũ môn, rồi nó nói tiếp xong xuôi rồi nó mới gom thu cái cảnh nó vô, rồi nó quăng xuống cho cái thằng này nó để định nghĩa cảnh sắc nó là gì, là cảnh sắc như thế nào ha. Thì lúc này á nó mới phát sinh cái sự mà để mà định cái ý nghĩa của cảnh sắc đó. Rồi xuống dòng đánh qua thị rồi dòng đến giai đoạn này thuộc về chế định pháp, đến giai đoạn này thuộc về chế định pháp. Đến giai đoạn này thuộc về chế định pháp. À, tức là khi mà nó đi qua tới cái vụ mà định nghĩa này, định nghĩa kia đó, thì bắt đầu từ ngữ sanh lên phát sanh. Thì lúc này là nó rơi vô cái thuộc về chế định pháp, tức là pháp tục đế. À, và khi rơi vô pháp tục đế rồi thì chúng ta không có nắm được pháp thực tính, không hiểu được pháp thực tính được. Bởi vì nó cái lộ này nó bước qua cái thuộc về chế định rồi. À, cho nên ở đây chúng ta cần phải lưu tâm cái vấn đề này. À, cho nên bởi vì thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe Đức Phật giảng dạy như vậy, bởi vì làm thế nào để chúng ta đừng bị rơi vô cái vụ chế định pháp này, thì lúc đó mình mới bắt được cái pháp thực tính. À, mình bắt cái pháp thực tính được thì lúc đó mình mới có hy vọng, có cơ may để thấy được các pháp. Rồi, hai câu hai mới vô rồi. Rồi, đó là cái giai đoạn mà lộ định nghĩa, bắt đầu nó rơi vô pháp thực tính rồi. Ê, vô rơi vô pháp chế định rồi ha. À, mình phải biết cái vụ này ha, để thôi là mình không biết, mình tưởng mình ngon lành ha, mình tưởng mình thấy nghe mình đắc ha, thật sự mình không đắc kỹ gì đâu. Mình học rồi mới thấy vấn đề nó được phơi bày ra sự thật ha. Rồi bây giờ lộ tâm hai chấm, lộ tâm. Hồ kiếp rung động và chia R ha, hồ kiếp rung động. Dứt dòng. Dứt dòng, dứt D. Cả nghi môn. Cả nghi môn. Rồi 7 sát na động lực. À, cái nghi mô 7 sát na năng lực và phát sanh 7 sát na năng lực. Thì như vậy lộ định tâm nó diễn tiến cũng giống như những cái ghê, nhưng mà 7 sát na động lực này là nó thuộc về chế định pháp. À, nó bắt cảnh chế định pháp ha. À, cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ như vậy. Rồi xuống dòng ghi chú 2 chấm. Bảy sắc na bắt cảnh chế định pháp, chứ ghi cho rõ hơn để thôi người ta hiểu lầm ha. Bảy sắc và bảy sắc na bắt cảnh chế định pháp. Ở tâm lộ này dù cảnh cực rõ hay rõ, ở tâm lộ này dù cảnh cực rõ hay rõ, cũng không có na cảnh. À, cũng không có na cảnh, nhấn mạnh cái chữ lên, cũng không có na cảnh. Cũng không có na cảnh, vì cảnh ở đây thuộc chế định pháp. Mình nhắc tí, cảnh ở đây thuộc chế định pháp. Nên không có cảnh thực tính pháp. Nên không pháp.
đó tâm động lực không níu kéo cảnh. Do đó tâm động lực không níu kéo cảnh. Rồi, tức là ở đây cái lỗ tâm này dù cho cảnh rõ, cảnh cực rõ vậy, nó cũng không có là cảnh, bởi vì nó thuộc về pháp chế định. Nó không phải là bất thực tính. Cho nên cái tâm động lực mình có này là cái vấn đề mà về cái lỗ định nghĩa nó là như vậy. Rồi khi nó định nghĩa xong xuôi cái này như thế nào hay là cái gì đó thì bắt đầu nó mới đặt tên. À, thì xuống dòng chữ D là lộ định danh. Mà mắt cái hát nó quỳ thí. Lộ định danh. Tức là sau khi định nghĩa xong nó định danh. Lộ định danh. Rồi xuống dòng nói tiếp theo lộ định nghĩa. Nói tiếp theo lộ định nghĩa. Đấy. Một tâm lộ khác khởi lên để định danh cảnh sắc. Nói tiếp theo lộ định nghĩa. Một tâm lộ khác khởi lên để định danh cảnh sắc. Rồi tức là nói tiếp theo cái lộ định nghĩa này thì một cái lộ tâm khác tiếp theo sanh khởi lên để mà định danh cái cảnh sắc đó. Cảnh sắc đó đặt tên là gì, ví dụ như là chiếc xe, cái nhà, cô gái, đàn ông, đàn bà, vân vân á. À, thì nó tiếp theo đó là nó định danh cảnh sắc đó. Rồi xuống dòng, rồi dòng giữa hai lộ cũng có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hộ kiếp. Rồi, dòng tiếp. Lộ này có nhiệm vụ đặt cho cảnh sắc một cái tên thích ứng theo ngoại hình. Lộ này có nhiệm vụ đặt cho cảnh sắc một cái tên thích ứng theo ngoại hình. À, tức là bắt đầu nó nhiệm vụ nó đặt cho cái cảnh đó, đó là một cái tên thích ứng theo cái ngoại hình nó nhìn thấy như thế nào ha. Rồi, xuống dòng. Đánh cái bông rồi ông ha. Tên này tức là cái tên đó, cái tên này đó, cái tên này đã từng biết. Tên này đã từng biết nên lộ này có tên lộ định danh. Tên này đã từng biết phải nên lộ này có tên lộ định danh. À là cái cảnh này nó đến thì cái tên mà để mà định danh cái tên này, ví dụ mình thấy mình biết đó, chiếc xe thì cái chữ mà mình định danh lên chiếc xe đó, đó thì giống như là mình đã từng biết rồi, cái tên nó đã từng có, là bây giờ mình chỉ định lại cái xác định là cái danh đó thôi. Vì vậy cái lộ này nó có nhiệm vụ là nó đặt tên cho cái vật mà nó thấy được và nó định danh cho cái đó là cái gì. À, là cho nên cái tên mà mình tên mà định danh cho cái cảnh sắc này là cái tên mà đã từng biết. Anh hạn giờ mình nhìn thấy cây đàn, mình nhìn cái là biết là đặt mình định danh đó là cây đàn. À, thì như vậy đó là nó đã biết rồi, còn nó chưa biết là những đề khác, nó qua những đề khác nữa rồi. À, rất là vi tế ha, cái nội tâm mình rất là kinh khủng. Được chưa? Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Tâm lộ hai chấm. Hộ kiếp rung động chữ R. Hộ kiếp dứt dòng chữ D. Kháng y môn K. Y. Cho nó xong học tiếp. Xuống dòng. Lấy cái bông nội dòng. Bắt cảnh danh chế định.
cảnh danh chế định, nên không có na cảnh. Lấn cái vòng một vòng, bắt cảnh danh chế định, nên không có na cảnh. Rồi, như vậy cái lộ tâm danh này đó, là nó cũng bắt thuộc về cảnh danh chế định luôn. Và nó được chế định và nó đặt tên cho cái cảnh nó bắt được. Cho nên cảnh thuộc về chế định pháp, nên không có na cảnh thì đi theo sao. Thì vậy cho nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy một cảnh sắc, hay là nghe, hay là ngửi, hay ném, hay xúc chạm đó, thì nó sẽ diễn tiến những cái vấn đề nó phát sinh. Lộ nối tiếp, rồi lộ thu gom, rồi lộ định thu gom, rồi lộ định nghĩa, xong rồi mới tới lộ định danh. Nó đi tuần tự như vậy. Và như vậy là chúng ta đã biết được cái sự diễn tiến của cái dòng tâm thức mình từ lộ ngủ nó chuyển qua lộ ý như thế nào. Và hôm nay chúng ta học được cái phần thứ nhất là lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn. Rồi tuần sau chúng ta sẽ học lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. Nó có sự khác biệt nhau. Qua mắt thấy là khác, mà qua cái lỗ tai nó lại có vấn đề nó khác nha quý vị. Nhất là lỗ tâm nó diễn biến khác. Qua khi mình nghe âm thanh này, mình nghe nhạc hay gì đó, thì cái lỗ nhĩ môn nó có sự khác biệt một chút. Nó có sự khác biệt trong cái vấn đề mà sự nối tiếp như vậy. Và nó cũng rất là độc đáo. Cho nên mình thấy nhiều cái mà không tưởng tượng nổi mà giờ chúng ta học mình mới thấy là cái sự kinh khiếp của cái dòng tâm thức mình phát sinh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Từ sau nhớ nhắc là mình học tiếp số 2 là lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn. Nhắc ra từ sau học tiếp đó. Ghi là lộ ý nói tiếp lộ nhĩ môn ha. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học được một phần trong cái vấn đề lộ ý nói tiếp lộ ngủ. Về phần lộ nhãn môn, do cái phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thái. Bảo tu sáp ma mang ga lăng ra khan tu sáp pa đê vata sáp pa bút tha đức la vê na sa la sa thi pa văn tu tê. Bảo tu sáp ma mang ga lăng ra khan tu sáp pa đê vata sáp pa tham ma đức la vê na sa la sa thi pa văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Một thầy ạ, một thầy ạ, một thầy ạ. Rồi, nay chúng ta đã học thêm được một cái bài học rất là lợi ích cho cái đời sống tu học của mình ha. Đem tới chúng ta rất là nhiều cái lời lạc và phát sanh trí tuệ. Rồi, xin mời MC lên đọc kinh hồi hướng. Xin mời lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Patida Gata Gadevata Sati Uyuhayava Chini Tukai Kare Bodhikare Ahimpari Tathamadaye Nigama cha isara sapana puta sumita awadute jala mungkya nebija anasamsawa sasedaja ta atawo papatika niyayaka tamawarang batikcate sampai di dukkasa Karon tu sang khayang, hạ tu chi rằng
Sa tăng tham mô Tham ra Cha bút ca ra Sẵn khổ hồ tú Sa mắc lô quá A ta giá chá Ni ta giá chá A mê rắc khá tú Sa tham mô Sa bề đi Tham má cha ri nô Bút thịnh Sa ba phú nê dạ Tham má lý giáp Pha rê đi tệ chẳng kính chỉ cú sa la cầm ma các tát bằng khi ri yang ma ma ca ye wa cha ma na sa ti la se chi tu la tang ca tang ye sa ta sa ni no a thi ye cha sa ta a sa sa ni no ca tang tu na pha lang mai hang sa pe ta gi pa wan tu te Ye tăng ca tăng chú di tăng yên tăng bùn nhã pha lâm ma ya ye cha ca ca cha ca cha nam tế đề hòa cấm tò ni huệ đa nhập sát đề lô cam ni ye sát ta chỉ hoàn ta ha ra hệ tu ca ma nô nhàn bồ tát tăng sắc đề lập pha phàn đủ ma ma chê thất xa tí đi đằng vất tâm nghệ đà la sa vất tâm nghệ đà la hồ tú a ra ra tê đi đằng nô nhà đi đằng hồ tú sức đi ta hồ tú nhà ta vô đi đằng nô nhà đi đằng hồ tú sức đi ta hồ tú nhà ta vô đi đằng nô nhà
Thank you.